Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty Kiến Trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tuổi Tý sinh năm 1960, nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Năm Canh Tý 2020 có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, thổ tương đồng. Năm nay cần phải đề phòng bị người khác lừa gạt. Cũng là năm có nhiều cơ hội gặp lại bạn cũ, ngồi lại ôn những kỷ niệm trước kia. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là Tỷ Kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm này, các gia chủ tuổi Canh Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Canh Tý trong năm 2020 cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Ngọ, dương lịch từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, tức từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, nhuận âm lịch. Đây là những tháng đại kỵ với gia chủ. Vào những ngày này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này thì tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi Tý không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này. Tổng quan vận hạn của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Canh Tý trong năm 2020 năm Mạ. Tuổi Canh Tý 1960 năm Mạ thì gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên thì đàn bà khi gặp phải sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường. Cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng nữa. Khi sinh sản cũng được yên lành, nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng, trong năm nay gặp hạn địa võng. Hạt địa võng thì thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng. Gặp phải Thái Dương chiếu mệnh, sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa sẽ phát tài, phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn địa võng. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Tý 1960. Phương án thứ nhất, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, tức là các tháng 1, 2, tháng 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ hợp với tuổi canh như là ất mão, ất hợi sinh năm 1995, ất tỵ 1965, ất sửu 1985. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc thân tý thìn hóa thủy vào các tháng thìn, thân, dậu, hợi, tý, tương ứng với đó là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi thìn thì chọn hoặc là ngày, giờ, thân, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi thân thì sẽ chọn ngày, giờ là thìn. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Canh Tý sinh năm 1960 sẽ là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Bính thân 1956, Mậu thân 1968, Nhâm thân 1992, Giáp thân 2004, Canh thân 1980. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Canh Tý sinh vào năm 1960 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Canh Tý sinh năm 1960 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể đến việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tý. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Tý Sửu thuộc bộ lục hợp nên việc lựa chọn tuổi Sửu để kết hợp cũng có thể sử dụng. Tuổi Thiên Mã. Thiên Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Tý sinh năm 1960 là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Vị trí cung tài lộc: Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 61 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay. Trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ sinh năm 1960 sẽ là 61 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ cần phải tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Canh Tý 1960 nam mệnh có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung, vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Với nam mạng tuổi 1960 thì sẽ thuộc cung tốn mộc, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với 4 hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là hướng đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh 4 hướng xấu của tây tứ trạch, đó là tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát, tây nam ngũ quỷ. Với nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960 sẽ là cung khôn thổ, xét theo cung mệnh thuộc tây tứ mệnh, vì vậy hợp với 4 hướng tốt là tây nam phục vị, tây thiên y, tây bắc diên niên, đông bắc sinh khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh 4 hướng xấu thuộc đông tứ mệnh, đó là đông họa hại, bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là gàn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Kích tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị tây, tây bắc và đông bắc. Tại các phương vị này, trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Ban thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé! Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tiếp theo đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất thường là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp, nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống, không gian xanh, như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến may mắn và nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loài cây rất thích hợp với những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy là mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loài cây hợp với những người Canh Tý sinh năm 1960. Cuối cùng là việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc da phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng, ngày, giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy, tử vi, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.